Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều rồi, mình đã tới thành phố Lake Tahoe. Đây là con đường dọc dọc cái hồ của sau Lake Tahoe. Đó là Lake Tahoe đó các bạn. Một dòng là mình đi cái này là mình hướng hướng này là hướng nam. Thì mình sẽ đi qua hướng bắc nữa là North Lake Tahoe. Bây giờ mình vào, đã sạc pin xong rồi, đói bụng rồi, bây giờ mình vào phở Hà Nội nha. Đi vào bên trong. Đói bụng quá, đói bụng quá. Mình vào bên trong xem có món gì ngon không nha. Hà Nội phở. Phở Hà Nội nha. Phở đây là 16.85 đồng một tô, phở đặc biệt. Bán cũng rất là nhiều, nhiều loại. Đây là xương bò, một tô này là 6.50 đồng. Có cơm chiên nè, rồi có phở Thái nè, có bún, bún chả giò. Bún chả giò nhìn cũng hấp dẫn quá hả? Rồi, có một phần thôi. Rồi, mua rau rào. Trời ơi, cái này còn mặn nữa. Phở ra rồi nè, phở này tô phở đặc biệt là 17 đồng nè. Ê, ngon nha, ngon, ngon hả? Nước ngon, nước ngon. Rồi. Chị với em kia. Ừ. Còn ăn rau không kìa. Bỏ thì vô nha, chị em nha. Dạ. Rồi thử coi. Ngon, cái nước ngon. Thử nước sức đi. Cái tô này thì to quá, ăn không hết. Các bạn thấy không, cái tô phở nè. Tô này không có bánh gì hết hả, chỉ là bánh nhỏ thôi hả? Có tiêu kêu thêm một phần mà. Chị lật cái này luôn. Đây rồi, để chị lật. Thịnh ăn rau này không Thịnh? Rau này không? Giống như không có rau. Em không ăn rau, rồi, không ăn giá luôn hả? Người Bắc là không có ăn rau, không ăn giá luôn. Không ăn. Cũng ngộ vậy? Ừ, ngày mai thích ăn mấy quẩy với chứ ăn mấy... Ừ, đúng rồi. Quẩy thôi. Rồi thử coi phở Hà Nội có giống phở Hà Nội không Thịnh? Ok. Trời ơi, quý một tô bự luôn á, mày đó. Wow, mình kêu cái tô này nè, phở vậy? Xíu quá. Wow, xíu quá. Thank you. Wow. Nhiều hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Nói vậy. Wow, để thử coi. Cái xương này, cái tô này mà có 6.50 đồng thôi à. Chứ quách mà. Ừ. Đẹp quá. Nó dùng để luộc nước phở. Thì ăn cũng ngon. Con đường nữa nè. Rồi, mời về đi. Rẻ quá vậy ta. Rẻ quá. Ở dưới mình là bởi vì không có ăn bánh tinh bột nhiều, ăn kêu tô phở thôi, mình kêu cái này mình ăn. Mình lấy cái gân. Đây là tô phở gì đặc biệt đó? Phở đặc biệt. Cái này là phở Bắc. 6.75 đồng một đô đúng không? Ngon á. Phở Bắc đặc biệt. Cái nước làm cũng ngon nữa, nước phở ngon. Cái bánh này thích bánh này. Bánh nước phở nó có cái vị phở. Mì mình chỉ sợ mình đi bánh ăn những cái chỗ xa xa cái nước phở nó không có vị. Ngon ha, cái vị ăn vô là thấy ngon rồi. Đây là bò viên. Bát thì khá là to á, bát này nó. Ai cái vị phở ngon. Thường nó làm rất là to. Phở ngon á. Nó phải to gấp đôi gấp ba lần một bát phở bình thường ở Việt Nam mình thôi. Rồi, xin mời các bạn nha. Rồi. Xin mời nha. Wow, một tô nè, chất lượng luôn. 6.50 đồng thôi. Khá to luôn, có chỉ bò. And it's so good. You cook your pho yourself. He's the owner of the Hà Nội phở. Rồi bây giờ mình mới biết được đây là ông chủ của nhà hàng quán phở. Oh, quán phở tuyệt vời. It's delicious. Anh người Mỹ này về Việt Nam cách đây 2 năm và học cách nấu phở. Yeah, that's why like when I eat here it's so good.
26 tuổi. Just one year, mới mở. Anh ấy mới mở khoảng 7 tháng. Oh, very good. I thought a Vietnamese cook or Vietnamese owner. Yeah, to make a delicious pho. Wow. Perfect. Yeah, congratulations. Hanoi pho. Yeah. I know, yeah. But here it's hard to buy the noodle. Oh, đúng rồi. Ở đây rất khó mua cái loại phở mà phở mềm, phở bự. Đó lý do tại sao bộ mình nói ăn phở này mà phở giống như loại hủ tiếu mềm Việt Nam vậy đó. Thì anh chủ nói là ở đây rất là khó mua loại phở mà phở mềm, phở tươi. Còn này là phở phở khô. Các bạn thấy cái xương bắp tôm sạch bắt luôn, rất là ngon luôn nha. Coi như để hầm cái xương này là 3 ngày. Right. And even this one, guys, I tell you, 100% no MSG. Zero. I can tell. Because most of Vietnamese, they use a lot. Yeah. Right. They use a lot of rock candy, you know that? A lot of star and on everything. So no OMG. No, zero. That's perfect. Zero. I have a lot of customers, they have allergic. Không có bột ngọt hả? Đúng rồi. Mình hỏi có bột ngọt không trong phở không thì anh ta nói không có bột ngọt. No OMG. No, did you take A and you squeeze it? I saw working in the Vietnamese guy. Oh yeah. Working him, yeah, 6 years. He teach me a little bit, but I'm going to go in Vietnam more. Cái chỗ mà quán cốc á, lâu khi có người bạn 6 năm chỉ cách chú phở, nhưng mà nói với em á là đi quán cốc. Yeah, you learn from the street. Yes, street in Vietnam. Because that's a real. Right. How about 6 years? You say like 6 years. But actually, usually it's up to the company here to like something. Usually they're waiting Saturday, Sunday, they're outside 2 hours. Really? Yeah, and they're waiting, people is waiting for you. But I always in the kitchen, I don't come outside. Because Asian people, they don't like white people. Anh chủ rất là trẻ, mới có 26 tuổi. 26 tuổi, rất là trẻ. Châu Á mình
cho nên ảnh lúc nào cũng trốn ở trong nhà bếp. I try to plan for my Oh, really? But I can speak. Can you get you say something in Vietnamese? No, I know the bad one. I know the bad one. You know the bad one? Just help. He's Chinese. Oh, okay. Không có người Việt ở đây, không có người Việt làm ở trong cái tiệm phở này. Very good. Yeah. I just want to tell you this one. Next time you're busy, sweet. Don't have to put too much sugar. Uh-huh. Now like diabetes too much. Nó đường nhiều quá, ngọt quá. Các bạn thấy là mỗi lần mình đi đến đâu mình cũng đi gặp một người Bỉ, họ rất là thân thiện, rất là vui vẻ. Lúc nãy thì có gặp hai vợ chồng người Mỹ ở trạm sạc điện thì đó cũng rất là vui vẻ. Mình ăn xong rồi. Sau khi mình đi ăn phở xong rồi, bây giờ mình vòng đi lòng vòng ở thành phố, đi tìm chỗ ở, đang đi tìm cái chỗ để mà mình đăng ký giống như là campsite đó, mình có thể đậu xe và mình ngủ ở trong cái khu đó. Lúc nãy ăn phở rất là ngon luôn á nha. Thì nếu mà ai mà có lên Lake Tahoe thì nhớ ghé tiệm phở Hà Nội Phở. Cái này tái không phải là filet mignon mà là tái màu xào. Nhưng mà nước phở rất là ngon. Con đường này là con đường chính của bây giờ là mình tới cái chỗ này để mình thuê cái ski and board. Ồ, cái chiếc này cũng ngầu quá nha. Chiếc xe này họ cho thuê nè. Đi qua cái chỗ kế bên để mình thuê cái ski and board rental nè. Định vào thuê cái kayak để đi ra hồ chơi mà họ không có cho thuê. Đây là họ bán. Có thể là mình xuống hồ thì họ sẽ có. Dọc dọc ở đây là bên kia là downtown. Cái khu tập trung
trên. Dọc con đường này rất là vui, nhộn nhịp.